Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Amlesa. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Amlesa cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà trường anh pham chia sẻ dưới đây thành phần của âm lê sa âm lỗ dipin công dụng và chỉ định được dùng điều trị thay thế trong tăng huyết áp vô căn và hoặc bệnh mạch vành ổn định ở bệnh nhân đã được kiểm soát đồng thời bằng perindoprin và âm lỗ dipin ở hàm lượng tương tự cách dùng thuốc dùng đường uống liều dùng sự phối hợp liều lượng cố định này không phù hợp cho điều trị khởi đầu. Nếu cần thay đổi liều lượng, liều của viên âm lê sa có thể thay đổi và sử dụng cách phối hợp theo tỷ lệ khác có thể được cân nhắc. Chống chỉ định Liên quan đến Perindoprin Quá mẫn cảm với Perindoprin hay với bất cứ thuốc ức chế anh chị em khác. Tiên sử phù mạch khi đã dùng thuốc ức chế anh chị em trước đây. Phù mạch do di truyền hoặc tự phát. Các quý 2 và 3 của thai kỳ Liên quan đến âm lỗ dipin Hạ huyết áp mạnh Quá mẫn cảm với âm lỗ dipin hoặc với các dị hydropyridine khác Trạng thái sốc, bao gồm cả sốc tim Lưu ý khi sử dụng Quá mẫn cảm phù mạch, hiếm gặp phù mạch ở mặt, chân tay, môi, niêm mạc, lưỡi, thanh môn và hoặc thanh quản ở bệnh nhân dùng thuốc ức chế anh chị em, bao gồm cả perindoprin phù mạch có thể gặp ở bất cứ lúc nào trong quá trình điều trị. Khi đó, cần ngừng dùng ngay âm lê và có phác đồ theo dõi thích hợp, cần theo dõi liên tục cho đến khi khỏi hoàn toàn các triệu chứng. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm âm lê đồng thời biết cách sử dụng âm lê sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.